Phú Quốc là mảnh đất tách rời với đất mẹ Kiên Giang, là một hòn đảo được thiên nhiên ưu ái với hệ sinh thái động thực vật đa dạng. Nếu nói đến Phú Quốc, chúng ta không thể không kể đến những dòng suối hoang sơ đầy lãng mạn mà du khách trong và ngoài nước đa phần đều biết đến. Trước kia, nơi đây còn rất hoang sơ. Người dân địa phương vẫn thường hay chọn nơi này để cắm trại vui chơi giải trí sau những ngày lao động và làm việc vất vả. Một cánh cửa thiên nhiên muôn màu đẹp tựa bức tranh làm say đắm lòng người, nên người dân địa phương gọi nơi đây là suối tranh, đã quen dần và trở thành một địa danh. Suối tranh trực thuộc ấp Suối Mây, xã Dương Tơ, cách trung tâm km0 thành phố khoảng 10 km về hướng đông nam. Suối tranh có chiều dài 15 km và được bắt nguồn từ dãy núi xã Hàm Ninh. Đảo lớn Phú Quốc có đến 99 ngọn núi lớn nhỏ. Vào những ngày mưa, nước sẽ được tích tụ lại từ những hang động khe đá và được thẩm thấu dần xuống nơi đất thấp. Suối tranh được tạo thành do những khe suối nhỏ hợp lại. Vào năm 2020, ban tổ chức khu du lịch sinh thái suối tranh đã cho nạo vét và làm mới nhiều ao hồ ở đoạn suối này để giữ nước vào mùa khô. Mục đích là bảo tồn và duy trì những đàn cá suối tự nhiên. Từ khu sinh thái nhân tạo đi đến bậc thang cao nhất của dòng suối khoảng 300 mét. Trên đường chinh phục độ cao của dòng suối, bốn bề che phủ bởi rừng nguyên sinh quốc gia, với những thân cây hàng trăm năm tuổi cao ngút ngàn. Vào mùa nam, dòng suối càng trở nên hùng vĩ tràn đầy sức sống. Những thác nước chảy êm đềm, mặt nước soi rõ từng thảm thực vật non tơ mềm mại, chen lẫn đâu đó màu tím hoa sim ở độ cuối mùa. Suối tranh được đánh giá và xếp hạng là một dòng suối đẹp nhất trong các dòng suối còn lại ở Phú Quốc, với những cái tên quen thuộc như suối Đá Bàn, suối Đá Ngọn, suối Mây, suối Lớn và suối Tiên.